trong tiếng khóc, cha ơi sao nỡ đành bỏ con. Để ra đi mãi mãi trong con bao nỗi nhớ khôn nguôi. Cha ơi, cha đâu rồi? Tim con đau nhói từng hồi. Kỷ niệm hiện về trong thương nhớ, từng phút giây cha mãi ở bên con. Lòng con ghi khắc hình bóng cha mãi trong đời. Tình thương ấm áp ôm ấp con bao tháng năm dài. Còn đây bóng dáng người cha yêu, nụ cười nhân ái hiền hòa bao dung, như đã bên con vui tình yêu cha tuyệt vời. Từng ngày con luôn sống lời cha nhắc nhớ dày bao con, làm con phải thao hiểu ghi tâm đền đáp bao ơn. Mai đây con vào đời, mai đây con thành người. Đường đời dù dọc ngàn trăm lối, hãy vững tin chọn con đường yêu thương. Thương ấm áp, u ấm con bao tháng năm dài. Còn đây bóng dáng người cha yêu, nụ cười nhân ái, hiền hòa bao dung, như đã bên con, ôi tình yêu cha tuyệt vời. Luôn sống lời cha nhắc nhớ dày bao con, làm con phải thao hiểu ghi tâm đền đáp bao ân tình. Mai đây con vào đời, mai đây con thành người. Đường đời dù dọc ngàn trăm lối, hãy vững tin chọn con đường yêu thương. Mai đây con vào đời, mai đây con thành người. Đường đời dù dọc ngàn trăm lối, hãy vững tin chọn con đường yêu. Thank you.
và con thỉnh cho con thỉnh chức Thăng Long về chức Bằng Long để có lễ cầu siêu cúng cơm sáng trước giờ di quan. Sau có lễ cúng cơm sáng và lễ truy điệu cho cố Phật tử phát triển hiệu pháp ngay từ bây giờ, xin mời con cháu con tập chức Bằng Long để cúng cơm sáng cho cụ. Thay mặt cho ban quý, chúng con trên đầu thế thỉnh chư tôn tỉnh chức hoan hỷ Thăng Long về chức Bằng Long để có lễ cầu siêu cho hương linh sáng hôm nay. A Di Đà Phật. Sáng nay là một hội viên mạnh
thay mặt ban tổ chức xin cùng đại diện ban tổ chức và liên trong phòng các vị đến để nào để trong niềm tiếc thương vô hạn, hôm nay chúng ta có mặt tại đây để tiến hành lễ truy điệu đồng chí Mai Chí Lân, người chồng, người cha, người ông kính yêu của gia đình đã qua đời lúc 7 giờ 20 phút ngày 3 tháng 5 năm 2017, hưởng thọ 100 tuổi. Trong các ngày qua đã có nhiều cơ quan, đơn vị, bà con thân bằng quý thuộc đã đến viếng đồng chí Mai Chí Lân và chia buồn cùng gia đình với lòng chân thành và tiếc thương người đồng chí thân yêu. Hôm nay tổ chức lễ truy điệu đồng chí Mai Chí Lân, huy hiệu 70 năm tuổi đảng. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu các đồng chí trong ban tổ chức lễ tang gồm có một đồng chí Trương Quốc Lâm, phó bí thư quận ủy quận Bình Thạnh, trưởng ban; hai đồng chí Vũ Thanh Trung, quận ủy viên, phó trưởng ban tổ chức quận ủy quận Bình Thạnh, phó ban; ba đồng chí Phạm Kỳ Trung, phó trưởng phòng lao động thương binh xã hội quận Bình Thạnh, phó ban; bốn đồng chí Nguyễn Thị Thu Loan, bí thư đảng ủy phường 26 quận Bình Thạnh, phó ban; năm đồng chí Lê Thanh Tùng, đảng ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân phường 26 thành viên; sáu đồng chí Phan Bá Cường, đảng ủy viên, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam phường 26 thành viên; bảy đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Tú, chuyên trách lao động thương binh xã hội phường 26 thành viên; tám đồng chí Nguyễn Thế Kiệt, đảng ủy viên, bí thư chi bộ khu phố 4 phường 26 thành viên; chín ông Mai Chí Hiếu, đại diện gia đình thành viên. Cùng với các ban ngành đoàn thể, các vị chi bộ khu phố 4, các cơ quan đơn vị cùng toàn thể bạn bè, bà con thân bằng quyến thuộc, gia đình có mặt đầy đủ trong buổi lễ truy điệu hôm nay. Trước khi tiễn đưa đồng chí Mai Chí Lân về nơi an nghỉ cuối cùng, ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Trương Quốc Lâm, phó bí thư quận ủy quận Bình Thạnh, trưởng ban tổ chức đọc lời lễ văn. Xin kính mời đồng chí. Kính thưa các đồng chí đại diện cho quận ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc và các ban ngành đoàn thể của quận Bình Thạnh. Kính thưa các đồng chí đại diện cho đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc và các ban ngành đoàn thể chi bộ khu phố 4 phường 26 quận Bình Thạnh. Kính thưa các đồng chí là đồng đội, đồng nghiệp và bạn bè thân hữu với gia đình đồng chí Mai Chí Lân. Thưa toàn thể giáo viên đồng chí Mai Chí Lân, với niềm tiếc thương vô hạn, hôm nay chúng ta có mặt tại đây để tiến hành lễ truy điệu đồng chí Mai Chí Lân, người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đã có quá trình cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của đảng và nhân dân trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược, trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng chí đã tưởng niệm chúng ta vào lúc 7 giờ 20 phút ngày 3 tháng 5 năm 2017 nhằm ngày 8 tháng 4 năm Đinh Dậu hưởng thọ 100 tuổi. Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt cho quận ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc quận Bình Thạnh, ban tổ chức lễ tang cùng các đồng chí là đồng nghiệp, người thân và các cô bác anh chị có mặt trong buổi lễ kỷ niệm hôm nay, xin gửi đến gia quyến đồng chí Mai Chí Lân lời chia buồn sâu sắc nhất. Kính thưa các đồng chí Mai Chí Lân sinh ngày 21 tháng 12 năm 1918 tại xã Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, trong một gia đình tiểu tư sản giàu truyền thống cách mạng. Đồng chí đã sớm giác ngộ và tham gia cách mạng từ tháng 9 năm 1945. Trong suốt quá trình tham gia công tác, đồng chí đã thể hiện nhiệm vụ như sau. Từ năm 1945 đến năm 1946, đồng chí là nhân viên ban y tế Ủy ban Hành chính Biên Hòa. Từ năm 1946 đến năm 1948, đồng chí là nhân viên ti công an tỉnh.
sau đó được bổ nhiệm là phó trưởng ty công an tỉnh Thủ Dầu Một. Từ năm 1948 đến năm 1950, đồng chí là trưởng ty công an tỉnh Cần Thơ, tỉnh Nguyên, bí thư liên chi chấp hành công đoàn tỉnh. Từ năm 1950 đến năm 1954, đồng chí là cán bộ nghiên cứu sở công an Nam Bộ, thủ trưởng đảng ban chấp hành công đoàn sở công an Nam Bộ. Từ năm 1954 đến năm 1958, đồng chí tập kết đó là chuyên viên vụ tổ chức bộ nội vụ. Từ năm 1958 đến năm 1975, đồng chí là chuyên viên pháp lý công tố, phó cục hình sự chính trị viện công tố trung ương, nay là viện kiểm sát nhân dân tối cao. Từ năm 1975 đến năm 1977, đồng chí là phó viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang. Từ năm 1977 đến năm 1980, đồng chí là tránh văn phòng viện kiểm sát phúc thẩm tại thành phố Hồ Chí Minh. Thực hiện chính sách của đảng và nhà nước, năm 1981 đồng chí được về nghỉ hưu và chuyển sinh hoạt đảng về nơi cư trú. Kính thưa các đồng chí cùng có anh chị, để ghi nhận những công lao đóng góp của đồng chí, đảng và nhà nước đã trao tặng cho đồng chí huân chương kháng chiến chống Pháp hạng nhì, huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, huy hiệu hành động tổ quốc, huy hiệu thành phố Hồ Chí Minh, huy chương bảo vệ pháp chế, huy hiệu 70 năm đảng và nhiều bằng khen giấy khen khác. Kính thưa các đồng chí và cô bác anh chị, với 100 tuổi đời, 70 năm tuổi đảng, đồng chí Mai Trí Linh luôn phấn đấu cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của đảng, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhưng do tuổi cao sức yếu, mặc dù đã được gia đình đội ngũ y bác sĩ tận tình chăm sóc, nhưng đồng chí không qua khỏi và đã vĩnh viễn chúng ta vào lúc 7:20 ngày 3/5/2017, ngày 8/4 Đinh Dậu, tuổi thọ 100 tuổi. Kính thưa các đồng chí cùng cô bác anh chị, đồng chí Mai Trí Linh mất đi, đối với đảng và nhà nước đã mất đi người đảng viên trung kiên, đối với đồng đội bạn bè mất đi người đồng chí tương đương dân hậu, từng gia đình vĩnh viễn có bóng người con, người cha, người ông vô cùng mẫu mực kính mến. Chúng tôi xin chia sẻ nỗi mất mát không gì bù đắp được của gia đình. Kính thưa đồng chí Mai Trí Linh kính mến, dẫu biết sinh ly tử biệt là lẽ thường tình, nhưng sự ra đi của đồng chí khiến chúng tôi không khỏi bồi hồi xúc động. Đồng chí sẽ mãi là tấm gương sáng để chúng tôi học tập noi theo. Chúng tôi nguyện tiếp bước con đường và lý tưởng cao đẹp mà đồng chí đã chọn và cống hiến trọn đời mình. Trong giờ phút đau thương này, đứng trước linh cữu đồng chí, chúng tôi, những người đồng chí, đồng đội, bạn bè và gia đình, xin kính cẩn và yên bình vĩnh biệt đồng chí. Xin đồng chí hãy yên lòng thanh thản trong giấc ngủ ngàn thu. Kính đưa các đồng chí cùng các anh chị, trước khi tiễn đưa linh cữu đồng chí Mai Trí Linh về nơi an nghỉ cuối cùng, chúng ta hãy dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đồng chí. Phút mặc niệm. Xin kính mời ông Mai Chí Hiếu đại diện gia đình có đôi lời cảm tạ. Xin kính mời ông. Kính thưa quý vị lãnh đạo và cơ quan nhà nước, kính thưa chư tôn hòa thượng, xin rất hân hạnh kính thưa quý vị đại diện cơ quan đoàn thể cùng gia đình thông gia và con láng giềng họ hàng, bạn bè thân hữu gần xa và toàn thể cán bộ công nhân viên công ty thép TV Phúc Tam Tân Hòa Phúc, chồng cha ông. Chúng tôi, ông Mai Trí Linh, sinh năm 1918, cháu tuổi già sức yếu, mặc dù đã được con cháu và các bác sĩ tận tình chăm sóc, chúng tôi đã tự thành vào ngày 3/5/2017, tức ngày 8/4/2017, lễ an táng được tổ chức vào ngày hôm nay, 6/5/2017, tức ngày 11/4/2017, nghĩa trang Mao Trinh Cầu Đen Long An, phường Hải Thọ 100 tuổi.
Thay mặt gia đình, chúng tôi xin chân thành xin chào gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đắc An Ni, quý vị đại diện cơ quan đoàn thể cùng gia đình tham gia, bà con láng giềng, họ hàng, toàn thể thân hữu gần xa và toàn thể cán bộ, công nhân viên công ty thép TV, công ty Phúc Tâm, công ty Tân Lập Phúc đã đến viếng gửi vòng hoa chia buồn, đưa đến chẳng cha ông chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc căn nhà vui đấu có điều chi sắc sắc, gia đình mong được sự động thủ. Xin chân thành cảm ơn. Và vấn đề đồng chí Mai Chí Lương, xin mời ban tổ chức lễ tang cùng toàn thể giao viếng và bà con có mặt lúc này. Chúng ta hãy thắp nén nhang và tiễn đưa đồng chí Mai Chí Lương, huy hiệu 70 năm của Đảng, về nơi an nghỉ.
Thank you.
là trái tim, là trái tim yêu thương. Anh đang mùa hành quân pháo năm dài chiến dịch, buổi buổi đêm xuất kích chờ nghe tiếng pháo giáng. Ngôi sao như mắt anh trong những đêm không ngủ, giao an em vẫn mơ cho ánh sao bay vào. Ngày và đêm xa nhau đâu chỉ dài và nhớ, thời gian trong cách chờ đốt cháy người tình yêu. Pháo anh trên đời cao nã vào đầu giặc Mỹ, bục giang dưới hầm sâu em cũng là chiến sĩ. Cái chiếc cuối gục đầu cũng như xanh tươi che, ngày đêm ta bên nhau những đêm dài chiến đấu. Ngày đêm ta bên nhau những đêm dài chiến đấu. Đêm người ta chiến đấu anh với em, sống vẫn gần nhau. Trái tim là trái tim yêu thương. Anh đang mùa hành quân pháo năm dài chiến dịch, buổi buổi đêm xuất kích chờ nghe tiếng pháo giáng. Ngôi sao như mắt anh trong những đêm không ngủ, giao an em vẫn mơ cho ánh sao bay vào. Ngày và đêm xa nhau đâu chỉ dài và nhớ, thời gian trong cách chờ đốt cháy người tình yêu. Pháo anh trên đồi cao nã vào đầu giặc Mỹ, bục giang dưới hầm sâu em cũng là chiến sĩ. Cái chết cuối gục đầu cuộc đời xanh tươi trẻ, ngày đêm ta bên nhau những đêm dài chiến đấu. Ngày đêm ta bên nhau những đêm dài chiến đấu. Đêm ngày ta chiến đấu anh với em, sống vẫn gần nhau. Đêm ngày ta chiến đấu anh với em, sống vẫn gần nhau. Ta băng qua suối, ta
băng qua khe, từng đồi từng núi là từng bài thơ thắm tươi trang sử mới. Dù vòng rơi đất rơi, bước chân vươn thẳng tới, vì ta yêu lẽ sống, yêu tự do, yêu cuộc đời. Trường sơn ta ca trái tim sao rộn rã, hành quân đi lấp lấp như dòng sông nước chảy dạt dào. Này Trường Sơn ơi, ta đi trong gió, ta đi trong mưa, từng ngày từng tháng là từng bài ca. Gian khổ ta băng qua suối, ta băng qua khe, từng đồi từng núi là từng bài thơ thắm tươi trang sử mới. Trường Sơn bao dốc núi, gót chân nhìn mòn lối, lửa Trường Sơn chiếu sáng cho tình ta trên đường dài. Chấp cánh cùng ánh sao đem theo lòng khát khao, nhìn về tương lai đang bừng sáng, ta cũng hát tự hào. Chẳng bảo về Việt Nam quốc nga thiên cơ hồ chỉ minh thế tinh chân thiện bình hòa tràng ở trên thế giới đình dạo đen tư hoạt thập nhất chiêm thần tâm nguyễn nai thế nguyễn thị phi hồng tăng tử mai hồng hạnh mai đi hiếu hiếu hồn linh thị bích thùy nội tôn mai thị nhân mai bích về trăm mai trí nghĩa hòa bông lê từ quốc linh lê từ quốc bao hiệp tam ông nam nữ đại biểu chúng ma đăng cứ đường buồn và tôi tiếc trung ngôn kinh kỳ tiêu trở tiếc gặp linh vật di quang ta chùa thành tâm tiếc lệ hương đang qua trà hòa phẩm phật nga việc vị con thần lai đáo đàn tiền hồ chỉ mộ phần linh mai trí luôn pháp danh thiện pháp nhất vị thần hồn chi linh ta ban tạm thể bạch già tới linh vào nhiên tứ hoặc ta bác nhật chương thời mạng chung cư ngụ tại nghĩa trang con chứ vào bình an thượng ai thương ai thàn lệ con thần ra yeah.
ơn hòa thượng chư thượng quả đại đức tăng ni. Kính thưa quý vị đại diện các cơ quan đoàn thể cùng gia đình tham gia, bà con láng giềng hàng họ, bè bạn thân hữu gần xa, toàn thể cán bộ công nhân viên công ty thép TVB Phúc Long, công ty tập đoàn Phúc, tôi thay mặt gia đình gặp cha ông của chúng tôi, ông Mai Chí Luân, sinh năm 1918, cho tuổi già sức yếu, mặc dù đã được vợ con cháu và bác sĩ tận tình chăm sóc, nhưng cũng đã từ trần vào ngày 3 tháng 5 năm 2017, tức vào ngày 8 tháng 4 năm Tân Sửu. Lễ an táng sẽ được tổ chức vào ngày hôm nay, ngày 6 tháng 5 năm 2017, tức ngày 11 tháng 4 năm Tân Sửu, tại nghĩa trang Hoa Viên Cỏ Đen Long An, hưởng đại thọ 100 tuổi. Thay mặt gia đình, chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, chư tôn hòa thượng, chư thượng quả đức tăng ni, quý vị đại biểu, cơ quan đoàn thể cùng gia đình tham gia, bà con láng giềng, họ hàng, bạn bè thân hữu gần xa, cùng toàn thể cán bộ công nhân viên công ty thép TVB, công ty Phúc Long, công ty tỉnh Vạn Phúc đã đến viên gửi vòng hoa chi vũ tiễn đưa chồng cha ông của chúng con về nơi ăn nghỉ cuối cùng. Trong lúc tham gia bối rối có điều chi sơ sót, gia đình mong được sự lượng thứ. Tân này cảm ơn. Chiến đấu bao năm trường, chiến đấu với bao thành tích huy hoàng,
chân tháp mười, chân một hoa vàng tinh đồn với chân là vàng. Lưỡi gồng vùng với cánh tay sắt, đầu dập run nô xuống đồng đồ ra cùng hoa tàn. Lẽ bay tiêu đồn lẽ bay quân lẽ bay cái đi về thành đến đâu đường đây ôi hù biết bay tiêu đồn lẽ bay với gió sóng gang vàng tiếng lên lòng son trắng hào. Đòn bao quân pháp tuôn dây sợ hãi vang lên trang tiếng ba trăm lẻ bay tiêu đòn lẻ bay. Ai đã từng đi qua sông cứu Long Giang sông trào nước xoáy. Nghe tin tiêu đoàn, tiếng tiêu đoàn ba trăm lẻ bảy. Buổi xuất quân tiêu đoàn năm ấy, cả tiêu đoàn thế dưới sao vàng, người chiến sĩ tiếng chỉ máu rơi. Buổi xuất quân tiêu đoàn năm ấy, nguyện một lòng gìn giữ non sông. Đã chiến đấu bao năm trường chiến đấu với bao thành tích huy hoàng. Chân tháp mười, chân mộc hoa vàng, tiêu đoàn với chân là vàng. Lưỡi gồng vùng với cánh tay sắt, đầu dập run nô xuống đồng nô răng vô tàn. Lẻ bay tiêu đoàn lẻ bay đoàn quân lẻ bay kể từ ngày ấy đến đâu được đây oai hùng biết bay tiêu đoàn lẻ bay với da sắt găng vàng tiến lên lòng son trắng nào. Tiếng tiêu đoàn bao nguồn pháp run dây sợ hãi vang lên tiếng ba trăm lẻ bay tiêu đoàn ba trăm lẻ bay.